Chào mọi người, hôm nay kênh bonsai rẻ tiếp tục giao lưu với mọi người xanh Nam Điền. Chủ đề hôm nay là chỉ có xanh Nam Điền thôi, bao gồm là phôi xanh Nam Điền, hàng cắt truyền kiểu lùn kiểu rụt rịt. Thứ hai là những cây xanh Nam Điền đã ôm tiểu cảnh, ôm tượng hoặc là ôm đá. Thế thì cái dòng này là cái dòng đi kẽm kéo xương để lấy bông tan chơi dáng. Một người thích cái dòng có tiểu cảnh đi kẽm kéo xương này thì chọn, mà thích cái dòng kiểu phôi cắt truyền gì kia thì mọi người chọn qua mã số. Mỗi cây đều ghi mã số và giá cả công khai rõ ràng. Mọi người mua cây bằng cách ghi lại cái mã số đấy rồi nhắn tin hoặc gọi điện cho em qua số Zalo hoặc số điện thoại ở trên góc màn hình. Số điện thoại để gọi, số Zalo để nhắn tin mọi người nhé. Đây, cây sẽ được vận chuyển qua dịch vụ cây cảnh Viettel bằng cách đóng vào những cái thùng hàng kia chuyển đến mọi người. Mọi người ở miền Bắc thì 2-3 ngày, miền Nam thì 4-5 ngày sẽ nhận được hàng. Nhận hàng, mọi người kiểm tra đúng cây, đúng mã số thì thanh toán tiền giúp em. Bây giờ em sẽ báo giá, báo mã số từng cây chi tiết. Phôi đầu tiên là phôi X1 có giá là 650.000 nhé mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là cái phôi này nó khá là to, nó nằm đầy mặt chậu luôn. Chiều cao đấy, chiều cao mọi người xem có thể so sánh với lon bia Hà Nội. Là X1 là 650, bao phí ship. Giá bao phí ship cho mọi người nhé. Cái phôi này thấy là cái dáng dấp của nó rất là đẹp, nó quằn quại. Nó nằm bò trên mặt chậu như con rồng ấy. Cái phần này mọi người về mọi người nuôi thả ra dễ, nó bò hết trên mặt chậu này. Cái cây này tự dưng cái dáng nó đẹp, nó có cái phần bệ đẹp luôn. Thì những cái phôi này mà mọi người về mọi người nuôi thả cho những cái cút để nó to lên. Quan trọng là nhà vườn đã làm được cái bộ cốt này nó sẵn sàng như này rồi, kể cả từ cái chân này trở đi này cũng cắt hết ra để tạo sẵn cho mọi người rồi. Khi mà ra những cái đây, những cái bông, những cái cút này thì mọi người nuôi nó to lên. Nếu mọi người thích nhanh thì mọi người có thể nuôi lên đây vẽ luôn, mà mọi người thích kiểu cắt truyền nữa thì mọi người cắt đây xong lại nuôi tiếp ra, xong lại cắt đây, cắt đây, cắt đây. Thế định hướng của nó đã sẵn như này rồi. Thế thì kể cả mình không biết nhiều thì mình vẫn có thể nuôi được, mình cũng có thể chơi được những cái phôi này nhé. Đây là ngọn này, đây cắt chuyển, cắt lên đây này, đây. Nó rất là dễ thôi. Tiếp theo là phôi X2 mọi người nhé, có giá là 650.000. Thì cái phôi này nó cũng là một cái cục khá là to, nó nằm quằn quại ở trên chậu như này. Mọi người có thể thấy cái cục rất là to. Đấy, thì những cái phôi Nam Điền này nhà vườn em đã làm sẵn hết cốt này cho mọi người rồi, đã ra tay cút này, định hướng này. Như cây này định hướng làm nó thành một cái cây nhiều đầu rồi đấy mọi người này. Đấy, những cái cút này mọi người có thích thì nuôi to lên rồi cắt truyền tiếp cho nó chun chun vào. Nên là mọi người mua những cái phôi ở vườn em ấy là những cái mầm, mỗi khi em cắt này thì em bắt những cái mầm này ra, nó đúng điểm này cho mọi người, để lại những cái tư liệu như này cho mọi người về mọi người có thể thoải mái sáng tạo với lại cái tư duy của mình. Chứ nhiều khi ấy, cái phần mà nuôi mà để mà mầm nó ra đúng điểm này rất là tốn thời gian. Mà nếu mà thực sự mà anh em mà không có nghề là cái mầm nó mọc không đúng chỗ đâu, mình cắt không chuẩn là mầm nó không ra đâu. Không tin anh em cứ về thử nuôi là biết. Mình muốn nó ra đây nhưng mà nó không mọc. Đấy. Nên là anh em nuôi mua những cái phôi này của em ấy, nó vừa có dáng dấp, nó vừa có chân bệ, vừa có định hướng. Đấy. Không sợ là mình không biết làm mà không dám mua phôi. Đấy. Công việc của anh em là về chỉ việc đem lên sân thượng, mình chăm chút tưới tắm cho nó, thoảng cầm cái kéo, mình thích làm kiểu nào thì mình làm thôi.
Tiếp theo là cái phôi X3. Hôm nay là cũng giá là 650.000 cho mọi người. Mọi người có thể so sánh với non bia nhé. Đây kiểu dáng phụ tử mọi người nhé. Cha con. Thì tay cút đây cũng định hướng hết cho mọi người đấy rồi. Đây bông, đây bông, đây bông. Các mặt. Mọi người có thể thấy cây này nhìn khá là quái. Này, phần chân này. Phần chân này, dáng dấp đấy. X3 là 650.000 mọi người nhé. Những cái phôi này hôm nay đặc điểm là rất là to. Đấy. Theo là phôi X5. X5, cái này dáng dấp rất là đẹp đấy mọi người này. Đấy. Dáng dấp này, củ bệ nó bệt xuống này. Bệt mặt chậu. Riêng cái hàng mini này em rất tự tin làm cái phần dáng dấp và phần chân bệ này mọi người. Đấy, em làm rất kỹ nhé. Đấy, mọi người về nuôi nhé, những cái phần rễ này nó bò tràn ra móng rồng ấy, làm móng rồng chính là làm như này đấy mọi người. Mình làm rễ cũng cắt truyền thì nó mới phun rễ ra được như này. Đấy, tay cút thì cũng phải cắt truyền. Mọi người về mình người thả không thôi. Đấy, những cái cút thì nó to lên ấy là nhìn cây nó đã khác bọt lắm rồi, đã ra tiền lắm rồi. Cây hoàn hảo, không có lỗi lầm gì nhá mọi người nhé. Đấy, dáng dấp chân bệ, tay cút nó định hướng hết cho mọi người rồi. Các bông các mặt. 650.000 mã X5 bao phí ship. Mọi người có thể thấy ở cái lon bia này để so sánh chiều cao độ to của nó nhé. Theo là mã X6. X6 giao lưu với mọi người là giá là 600.000. Cái phôi này mọi người nhìn cái thân của nó như cái bình, nó còn to hơn cái lon bia. Còn đặt ngang ra thì mà còn lại nếu mà cái đường kính này cục như này. Đây phần chân đây. Đấy, rất nhiều rễ buông này. Đấy. Rồi phải cắt rễ như này nó mới ra được cái bệ này. Cái rễ này nó to lên thì cái cây này phần bệ rất đẹp này, lực này, cái phần thân nó to này. Đây, liền này. Đây đóng tay này, đây này. Đêm ngọn này, bên này bông đệm này. Này, rất là hoàn chỉnh, rõ ràng đây, mặt sau. Mã X6 giá là 600.000, em bao phí ship cho mọi người. Như cút này to hết này. Tiếp theo là cái phôi X7. X7 giá là 650.000, mọi người có thể so sánh cái độ to của cái phôi này. Đấy, phôi này cũng là phôi kiểu hàng cục củ này mọi người. Đấy. Thấy cái thân nó rất là to hơn cái lon bia nữa. Thì phôi này em cũng để lại rất là nhiều cái dữ liệu để mọi người làm. Cái này em không cắt đi mà em để nguyên để cho mọi người thích. Thì một cây này mọi người có thể làm thành cây nhiều đầu được, một cây rất là quái. Đấy. Phần chân của nó đây, bệt xuống như này. Mọi người về mọi người thả ra. Sau này thành một cái phôi lùn, một cái cây béo mập, lùn lực. Tay cút thì rất là to đây. Ra đây cắt phát đây. Đây, ngọn này, bông mặt sau này. Đấy nhá. Cái này em vẫn để nguyên cho mọi người. Về mình thích làm theo cái ý thích của mình. Ý tưởng của cây này. Mình làm được rất nhiều kiểu. Và X7 650.000 bao phí ship cho mọi người. Mã X8 có giá giao lưu là 960.000, em bao phí ship. Thì mọi người có thể thấy cái cây này có dáng rất là xinh nhá mọi người nhá. Giống kiểu những cây mọc ở cổng làng ngày trước đấy. Này. Cái đường thân của nó đây này, đường thân này, phần rễ này, phần chân của nó bò kín mặt này luôn này. Đấy. Mọi người về mọi người thả vào cái chậu ấy là mọi người có một cái cây một cái dáng rất đẹp này, đường thân mạch lạc này,
bông tàn này, rõ ràng này này, bông này, các mặt này. Đó, đi nhiều khi cây của mình nó không cần to quá đâu mọi người ạ, mà những cái cây này mình phải nó xem cái dáng dấp của nó ấy. Mà X8 nhé mọi người nhá, để dễ ôm rất là chặt cái tiểu cảnh rồi này. Đây là tiểu cảnh rẻ đá thôi. Những cây như nó dáng rất đẹp này mọi người có thể về phối vào ở cái sân vườn của mình, nhìn nó rất là hay. Những cái bông tàn này thì sau này mình về mình có thể cắt cho nó chun chun lại. Đấy, mọi người thấy là đã lên mầm xanh rất là đẹp rồi. Những tay chi tàn này không hề bị bỏ chi, cái dòng Nam Điền này không hề bị bỏ. Đấy, da nó rất là săn này mọi người nhé. X8 này. Xa xa là để mọi người thấy được cái dáng cây. Mã cuối cùng ngày hôm nay là cái mã X9. Đấy, mọi người có thể thấy đây là một cây xanh Nam Điền ôm hai ông tiên ngồi đánh cờ. Mọi người có thể xem cái đường thân của nó nhé. Đấy, mặt sau này. Cây này nó cao khoảng 40 cm. Mọi người cũng lấy cái lon bia để mọi người so sánh độ to nhé. Cây này cũng có cái đường thân thì nó cũng rất là đẹp này. Cái vết thẹo rất đẹp này. Đường lắc đẹp. Dáng rất đẹp nhé. Bông tàn hoàn chỉnh, kiểu dáng làng, già săn. Hai ông tiên ngồi đánh cờ dưới gốc cây xanh Nam Điền. Bông tàn cũng hoàn chỉnh rồi, mọi người về chỉ việc chơi thôi cũng được. X9 960.000. Đến đây cũng là cây cuối cùng của ngày hôm nay. Cái này về mọi người dùng cái vòi phịt, phịt nó lộ cái bộ rễ của nó ra nữa thì nhìn nó càng đẹp nữa. Mọi người ưng cây nào thì ghi lại mã số báo giúp em nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.